giới thiệu vắn tắt về hoa ngu chi nổi bật. Mộng tỉnh vào thời đại giải trí đến chết. Ngay từ đầu Chu Dư Đường chỉ muốn trở nên nổi bật trong cái vòng luẩn quẩn này. Về sau muốn ở trong lòng nở một đóa hoa, để cho nhân sinh không đến mức tịch mịch hoang vu. Chương 1 Ánh nắng sáng sủa, bắt điện giáo thảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chu Dư Đường đồng học, hoa hồng đến Hoa Kỳ, xuân phong mười dặm gặp nhau, có thể hẹn ngươi cùng nhau uống ly cà phê sao? Học đệ, ta là biểu diễn hệ đại tam sư tỷ, kết giao bằng hữu, quy quy. 2333 xxx, cái này sư tỷ đủ trực tiếp, ta cảm thấy có thể, dư đường, nếu không cho nàng một lần. Ký túc xá nam sinh nào đó ở Bắc Điện, một cậu bé dương quan sáng sủa đang đọc thư tình viết trên tờ giấy. Tờ giấy là trên đường đến nhà hàng trường học không biết nữ sinh nào nhé em gái làm nghệ thuật bình thường đều tương đối lớn mật, gặp được soái ca cảm thấy hứng thú cũng sẽ chủ động tỏ vẻ hảo cảm. Là một giáo viên Bắc điện vừa khai giảng đã nổi tiếng, Chu Dư Đường đã bị quấy nhiễu. Cơ hội tặng cho ngươi, nắm chắc, tranh thủ cho sư tỷ thêm vài lần, đừng quấy rầy ta viết. Chu Dư Đường nhìn Trương Nhược Quân một mình cởi mở, yên lặng viết. Bây giờ là hạ tuần tháng 9 năm 2006, Chu Dư Đường là sinh viên mới của Bắc Điện cậu bé vừa mới đọc tờ giấy này tên là Trương Nhược Quân, người Kinh Thành, cũng là bạn cùng phòng với Chu Dư Đường, cười rộ lên nhau mắt lại, rất có đặc điểm, rất giống các sĩ kỳ. Một phòng ngủ bốn người, trong phòng ngủ còn có một bạn cùng phòng tên là Chu Nghệ Long. Một người khác là Phú Nhị Đại tên là Hứa Kim, không quá hợp quần, mình cùng bạn gái ở bên ngoài thuê phòng trọ. Dựa theo cách nói của Chu Dư Đường, soái ca luôn tỉnh táo tương tích, cho nên quan hệ của ba người trong phòng ngủ không tệ lúc nhập học huấn luyện quân sự trương nhược quân cùng chu nghệ long còn đứng ra giúp chu dư đường ra ngoài nguyên nhân sự tình đại khái là một cha nữ có đối tượng mập mờ đi lên trêu chọc chu dư đường sau đó cùng nam sinh học viện ngoại ngữ tìm tới cửa đánh một trận nhỏ cuối cùng chu dư đường một người đánh mười người kết thúc chiến đấu đây thuộc về tính chất chơi đùa không ai bị thương cũng không khiến cho trường học chú ý nhưng trải qua chiến dịch này quan hệ ba người càng thêm chặt chẽ bình thường cùng nhau đi học ăn cơm đá bóng xem phim cuộc sống đại học coi như thích ý anh không đi em không đi buổi tối chị sẽ tức giận miệng đầy thuận miệng cậu muốn thiên nhiên cứu sinh à quên đi anh bạn không thể tùy tiện như vậy tương lai bạn gái lớn nhỏ phải là một nữ minh tinh xinh đẹp trương nhược quân đem tờ giấy vào thành một cục một cuốn nhảy ngửa ra sau tờ giấy xẹt qua một đường công xinh đẹp nện ở bên cạnh thùng rác bắn ra ngoài. Kỳ thật, Học viện Điện ảnh Kinh Thành Ngoạ Hổ Tàng Long, Minh Tinh cũng không hiếm thấy. Từ khi Chu Dư Đường nhập học tới nay đã gặp qua không ít Minh Tinh xuất hiện trong mộng, bao gồm sư huynh Hoàng Bột năm nay dựa vào tảng đá điên cuồng da đen nhanh chóng nổi tiếng, La Tấn, Giang Nhất Nhạn, năm nay đại nhị học tỷ Dương Mật. À, còn có địch thiêm lâm cùng khóa với mình, đồng hương tỉnh Tô Cao Diệp có vẻ chất phát những người này đều từng xuất hiện trong giấc mộng của chu dư đường đây đại khái là giấc mộng dài nhất trong đời hắn chu dư đường trong mộng cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật vì muốn trở nên nổi bật trong giới giải trí đã nỗ lực rất nhiều làm rất nhiều nghề nghiệp từ diễn viên biên kịch chỉ đạo nhiếp ảnh đạo diễn điều hành nhà sản xuất chỉ là đôi khi nỗ lực ánh sáng cũng vô ích chu dư đường trong mộng bằng một khuôn mặt đẹp trai bước vào vòng luẩn quẩn này đụng đến đầu rơi máu chảy không bối cảnh không có vốn liếng kháng cự quy tắc ngầm đắc tội với một ông lớn nam phong nào đó trong giới lăn lộn mười mấy năm cũng không ra mặt may mà hành văn còn được đổi nghề làm tác giả internet xin miếng cơm ăn không nghĩ tới liễu ám hoa minh lại một thôn làm tác giả lại lăn lộn phong sinh thủy khởi liên tiếp mấy bộ tiểu thuyết ra bản quyền toàn bộ cho những tiểu thịt tươi kia quay sau đó mở một công ty đưa vào hoạt động nội dung văn hóa điện ảnh và truyền hình, công ty điện ảnh và truyền hình bạn bè trên danh nghĩa làm tổng giám nghệ thuật, cuộc sống trong mộng cũng không phải là có hy vọng. Nhưng mà mộng đẹp hàng đêm sen ca cũng không kéo dài quá lâu, Chu Dư Đường đang cùng một cô gái chân dài học múa ở tỉnh Cương đi sâu trao đổi lý tưởng nhân sinh, liền tỉnh. Chu Dư Đường, ngày 22 tháng 7 năm 1988, người Diêm Thành tỉnh Tô. Sau khi tỉnh lại hắn, trong mộng ký ức thỉnh thoảng chớp động linh quang. Sau đó, toàn bộ dựa vào chính hắn cố gắng cùng một chút linh quang thoáng hiện trợ giúp thi đậu kinh thành điện ảnh học viện, trở thành không sáu cấp biểu diễn hệ tân sinh. Trong lúc còn đi học, viết tiểu thuyết kiếm được thùng tiền đầu tiên. Một bộ phim tuyết trung của cộng đồng thiên nhai nóng bỏng đã khiến Chu Dư Đường trở thành một nhà văn mạng trẻ rất nổi tiếng. Cho đến ngày nay, trong tuyết vẫn tiếp tục đăng nhiều kỳ, hơn nữa thực thể xuất bản lượng tiêu thụ không tệ. Trong phòng ngủ, Chu Dư Đường yên tĩnh viết gì đó, Trương Nhược Quân ở trong phòng ngủ một mình cởi mở, còn thỉnh thoảng cầm nước cà ri phun ra, sau đó soi gương lăn qua lăn lại mấy nắm lông của mình, tương đối tự mãn. Đúng rồi Dư Đường, mấy ngày nay Long ca không gặp người, đi đâu lêu lỏng. Chu Nghệ Long là người Hồ Bắc, sinh cùng năm với Chu Dư Đường mấy tháng, trong phòng ngủ hắn lớn nhất, Chu Dư Đường là lão nhị, Trương Nhược Quân nhỏ hơn Chu Dư Đường một tháng xếp thành Lão Tam. Cậu cho rằng cũng nhàn rỗi như cậu, Long Ca đi chợ Kim Ngũ Tinh tìm đạo cụ, gần đây có một bộ phim ngắn muốn quay. Chu Dư Đường cũng không ngẩng đầu, ngón tay thon dài sạch sẽ gõ bàn phím. Kỳ thật trong tuyết đã cơ bản viết xong, chỉ là còn ở trên mạng ổn định đổi mới đăng nhiều kỳ, hiện tại hắn đang chậm rãi phong phú thế giới quan trong tuyết, đồng thời viết mấy bộ tiểu thuyết khác, đem trong đầu lấp lánh tốt đẹp bày ra ước nguyện ban đầu tự nhiên là muốn kiếm tiền để cho ba mẹ không cần vất vả như vậy nữa chu dư đường xuất thân từ gia đình bình thường biết mình nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể trở nên nổi bật muốn gặp em cái tên này thoạt nhìn cũng rất quỳnh giao tiểu thuyết tình yêu à trương nhược quân nhàn rỗi nhàm chán lấy ghế ngồi bên cạnh chu dư đường say sư đọc tiểu thuyết đối với chuyện bạn cùng phòng của mình là tác giả tiểu thuyết tuyết trung Trương Nhược Quân trong xương mang theo chút hơi thở văn nghệ ít nhiều là có chút khâm phục, hắn rất thích nhân vật chính từ Phượng Niên, đây đại khái cũng là nguyên nhân hắn cùng Chu Dư Đường nhất kiến như cố. Bộ tiểu thuyết, muốn gặp em, này Chu Dư Đường cũng đăng nhiều kỳ trên lâu của mình và cộng đồng thiên nhai, đã được nhà xuất bản coi trọng, hiện tại anh đang đem bộ tiểu thuyết này đổi thành kịch bản TV. Dư Đường, tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không? Thả. Đầu óc ngươi như thế nào lớn? Trương Nhược Quân hai tay gối lên cầm nhìn say sưa. Tình yêu kiểu vòng Mobius, thiết lập xuyên việt hai chiều còn có nội dung huyền nghi, có chút thú vị à? Đúng là rất thú vị. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su Xuyên chấm com đôi môi mỏng của Chu Dư Đường nhếch lên ý cười. Bộ phim này đã tạo nên một kỷ lục hết sức khoa trương, gần một triệu người đánh giá điểm số lên tới 92, được tôn vinh là một trong những trần nhà của bộ phim thanh xuân hoa ngữ.

trương nhược quân duỗi lưng một cái đúng rồi in thêm một bản nữa tôi mang qua xem bốp 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 túi văn kiện nhẹ nhàng vỗ vào đùi phát ra tiếng vang thanh thúy hành lang bên ngoài phòng làm việc của giáo viên bắt điện chu dư đường tay chống cầm, dựa vào hành lang mũi chân điểm đất tư thế tiêu sái thỉnh thoảng có nữ sinh kết bạn đi qua bên cạnh hắn giống như vô tình nhìn lén chu dư đường ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi sườn mặt thiếu niên, rõ ràng động tác thờ ơ, rồi lại làm người ta nhìn không được tim đập. Nữ sinh không tự giác bước nhanh hơn, chờ sau khi đi qua hơn 10 mét, mới hạ giọng hơi hưng phấn nghị luận đây là lớp nào lớp nào đẹp trai hơn. Đôi mắt chu dư đường hiếp lại, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay mặt trời vừa vặn, gió cũng rất dịu dàng. Cách đó không xa sân trường có đôi tình nhân nhỏ tản bộ ngượng ngùng thử nắm tay, dưới tàn cây ngô đồng truyền đến tiếng cười vui vẻ, hoa thạch nam đang tản ra mùi thơm thanh xuân. Diêu lão sư còn ở bên trong nói chuyện, chu dư đường ở bên ngoài lặng lặng xuất thần, chờ xong việc lại đi vào. Hi! Lúc này, một đạo thanh âm kỳ ảo dễ nghe vang lên, một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh không xương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai trái chu dư đường. Chương 2 Muốn gặp ngươi Phong nhã hào hoa dì lưu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chu dư đường theo bản năng quay đầu nhìn về bên trái. Không ai cả. Là ai đang chơi trò trẻ con này? Bất đắc dĩ chuyển tới bên phải vừa nhìn, chu dư đường rủ mắt liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang giảo hoạt cười trộm, trên gò má hiện ra lúng đồng tiền. Sao anh lại ở đây? chu dư đường bật thốt lên hỏi, biểu tình trên mặt có chút ngoài ý muốn. Sao tôi không thể ở đây, tôi cũng là sinh viên bắt điện, mặc dù đã tốt nghiệp rồi. Lưu Nghệ Phỉ trừng mắt nhìn, cười tươi như hoa. Tiểu Chu, đã lâu không gặp, không lên tiếng thi vào Bắc điện, không tệ không tệ. Lúc này Lưu Cô Nương hai má hơi mập mạp, cười rộ lên đặc biệt sạch sẽ hồn nhiên. Dì Lưu đâu? Chu Dư đừng nhìn về phía sau, không thấy dì Lưu như hình với bóng. Ta vừa mới bận rộn xong liền trở về trường học rồi, đợi lát nữa lại muốn đi mango đài tham gia hoạt động, mụ mụ ở bên trong cùng lão sư tán gẫu sự tình đâu. Lưu nghệ phỉ thấy chu dư đường hình như rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt nói về tình hình gần đây của mình. chu dư đường lặng lặng lắng nghe. Thời kỳ này Lưu nghệ phỉ đã đóng vai tiên kiếm và thần điêu, triệu linh nhi và tiểu long nữ trở thành ánh trăng sáng trong lòng không biết bao nhiêu thế hệ 8X, 1990. Lưu Thiên Tiên nổi tiếng, tích lũy được nền tảng khán giả thâm hậu, năm nay dưới sự lo liệu của dì Lưu liên tục chiến đấu trong giới âm nhạc, kế tiếp lập tức phải rèn sắt khi còn nóng tiếng quân vào điện ảnh, nhằm toàn diện nở hoa, trở thành đại minh tinh điện ảnh, thị giác, ca hát. Đúng rồi, trong tay ngươi cầm cái gì? Lưu nghệ phỉ tò mò trừng mắt nhìn. Vừa mới viết kịch bản, chuẩn bị tìm thầy Diêu xem thử. Chu Dư Đường đang suy nghĩ khi nào dì Lưu đi ra là quyển sách trong tuyết kia sao? Kim Dung lão sư đều khen ngươi viết rất hay. Không phải, cái này cậu cũng tin, đó là mánh lới của nhà xuất bản, trong tuyết, chờ sau này có cơ hội nói sau. Chu Dư Đường lắc đầu bật cười nói. Đều là chiêu thức tuyên truyền, ông chủ nhà xuất bản bên kia đã thông quan hệ tìm Kim Lão Gia Tử bình luận một câu kết cấu hùng vĩ, sản khoái thoải mái, vì loại võ hiệp huyền huyễn gánh vác, còn có một vị tông sư khác ôn đại sư cũng thịnh danh trong tuyết, khai sáng trường phái võ hiệp huyền huyễn phương đông mới, đi ra một con đường võ hiệp thời đại mới. Có trời mới biết đại oan chủng kia tốn bao nhiêu tiền. Tất cả những thứ này không liên quan đến chu dư đường, dù sao cũng không phải anh bỏ tiền. Hơn nữa hai vị danh gia này bình luận mang đến lợi ích thiết thực cho chu dư đường, trong tuyết đã leo lên vị trí thứ nhất bản tiêu thụ sách thực thể xuất bản loại võ hiệp. Lưu nghệ phỉ có vẻ rất hứng thú anh còn viết sách gì nữa muốn gặp anh vẻ mặt lưu nghệ phỉ thoáng kinh ngạc lông mi thật dài run rẩy chu dư đường sợ lưu cô nương hiểu lầm vội vàng mở miệng giải thích không phải em muốn gặp anh là tên sách là muốn gặp anh bây giờ còn chưa xuất bản em đổi kịch bản trước xem có thể quay thành phim truyền hình hay không như vậy à vậy có thể cho ta xem không lưu diệt phỉ chớp chớp đôi mắt thủy linh khuôn mặt to bằng bàn tay tràn đầy mong đợi được rồi. Nói như vậy trong nghề sẽ không cho người khác xem kịch bản đầy đủ, phòng chính là người khác cầm kịch bản này sáng tạo đi qua sửa chữa liền dùng, đến lúc đó cho dù người có bản quyền cũng không có cách nào. Lưu Thiên Tiên muốn xem, tự nhiên không này băn khoăn, bởi vì Chu Dư Đường biết cô nương này là thật liền đơn thuần tò mò. Dù sao gì Lưu không đi ra, Chu Dư Đường cũng không tiện đi vào quấy rầy, con chó nhỏ Trương Nhược Quân này nói là đi về đúc xê, cũng không biết có phải rơi vào trong hố hay không nhàn rỗi cũng là nhàm chán, đơn giản liền bồi lưu thiên tiên ngồi tâm sự, thiên tiên tỷ tỷ mà, là rất đẹp mắt. Ngồi trên ghế hành lang, lật xem kịch bản. Muốn gặp em, là kịch tình sao? Không hẳn vậy. Tại sao nói không hoàn toàn? Bởi vì cho nên, khoa học đạo lý, ngươi xem liền hiểu. Ồ, hai người sống vai ngồi trên ghế, trò chuyện về những ngày không có dinh dưỡng, chủ yếu là lưu nghệ phỉ đang hỏi vấn đề, tâm tư chu dư đường không ở đây thỉnh thoảng trả lời một câu còn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng làm việc của giáo viên một cái Dì lưu sao còn chưa ra lưu thiên tiên đọc sách còn rất chăm chú hỏi mấy vấn đề liền không nói chuyện giống như còn rất đắm chìm bộ dáng văn nhã thanh thuần nhu thuận đẹp đẽ của năm tháng tĩnh lặng rốt cuộc đợi đến khi cửa mở ra dì lưu thân thiện nói lời từ biệt hôm nay dì ấy mặc một bộ váy ống màu đen bắp chân thon dài cân xứng bọc tất chân màu da khí chất đoan trang nhã nhặn nói không nên lời ánh mắt chu dư đường sáng lên vừa ra tới liền thấy được con gái cùng một nam sinh ngồi cùng một chỗ nụ cười của dì lưu trong nháy mắt biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp như đào lý kia hiện lên ý cảnh giác lúc này lưu nghệ phỉ vẫn đắm chìm trong câu chuyện tuyệt vời này hồn nhiên không biết mẹ đã đi ra vẫn là chu dư đường đứng lên chào hỏi đầu tiên dì lưu chào gì hả cô là Chu Dư Đường. Lưu A Di sắc mặt hơi nguôi giận, tươi cười lại một lần nữa hiện ra. Ngươi cũng thi vào Bắc Điện A. Từ, dì lại trẻ rồi, nhìn giống chị gái thiến thiến. Chu Dư Đường lộ ra một nụ cười rạng rỡ vô hại. Hừ. Lúc này Lưu Nghệ Phỉ cũng phục hồi tinh thần lại, mờ mịt liếc Chu Dư Đường một cái, không biết vì sao, cô cảm thấy Chu Dư Đường cười đến rất đáng ghét. Tiểu chu miệng ngươi vẫn ngọt như vậy dì Lưu cũng rất vui vẻ, nụ cười trên mặt càng sâu. Dì trẻ chỗ nào, đều già rồi, con cũng là sinh viên học viện điện ảnh, vậy sau này thiến thiến là sư tỷ của con, cố gắng học tập, cùng nhau tiến bộ. Tôi so ra kém thiến thiến, thiến thiến bây giờ là đại minh tinh, chúng ta bắt điện thể diện đảm đương. Chu Dư Đường Khiêm Tốn nói. Đảm đương mặt tiền là có ý gì? Lưu Nghệ Phỉ rất nghi hoặc với từ mới lạ này. Đây là cách nói trên mạng, bình thường là chỉ người được công nhận bề ngoại khí chất tốt nhất chính là ý tứ đảm đương hình tượng thiến thiến hoàn toàn xứng đáng đảm đương mặt tiền của bắc điện hiện tại hình như còn chưa có cách nói này chu dư đường thuận miệng liền bịa ra một lý do trên mạng có từ này sao lưu cô nương có chút mơ hồ ha ha vẫn là phong trào mới của thanh niên các ngươi vì lưu ở một bên cũng kiêu ngạo cười cười rất tán thành cách nói mới mẻ độc đáo của chu dư đường ở trong lòng nàng, toàn bộ kinh thành điện ảnh học viện, nữ nhi của nàng chính là ưu tú nhất. Ở trong ký túc xá giáo viên hàng huyên vài câu, dì Lưu sắp dẫn Lưu Nghệ Phỉ đi rồi, chủ yếu là thần điêu phát sóng đại hỏa, hiện tại thông báo hành trình của Lưu Thiên Tiên thật sự rất nhiều. Tiểu Chu, kịch bản có thể cho tôi mang về xem không, tìm thư uyển xem xong rồi. Trước khi đi, bàn tay nhỏ bé của Lưu Nghệ Phỉ khép lại làm bộ kính nhờ, giống như một con mèo sữa nhỏ thần sắc sợ sở, sở kia thật sự làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt không được muốn xem lâu của thiên nhai với tôi tiểu thuyết cũng đăng nhiều kỳ trên mạng cái này lát nữa tôi còn muốn cho diêu lão sư xem chu dư đường lại kiên quyết từ chối khéo không nhìn lưu nghệ phỉ biểu môi tâm tình không quá xinh đẹp à nữ nhân đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp sẽ bán manh là có thể để cho ta nghe lời ngươi bên chu dư đường đưa mẹ con lưu nghệ phỉ ra khỏi ký túc xá giáo viên nhìn bóng lưng thước tha thước tha của dì Lưu chậm rãi đi xa, lên một chiếc bót chờ cây en, Lưu Nghệ Phỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau xe còn hà cửa sổ xe xuống vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Dư đường, đừng nhìn nữa, mọi người đã đi rồi, sao còn nhìn nữa? Trương Nhược Quân giống như quỷ, cũng không biết chỗ nào thoáng hiện ra, đưa tay quơ quơ trước mặt Chu Dư Đường. Ngươi chạy đi đâu? Ta tưởng ngươi rơi xuống hố chết rồi. Chu Dư Đường bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, cái gì rơi trong hố cái này không nhìn ngươi cùng lưu thiên tiên trò chuyện được vui vẻ sao chẳng lẽ còn đi ra làm bóng đèn a à? trương nhược quân dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chu dư đường không nhìn được hỏi có thể a à, lão nhị ngươi tình huống này a à, cùng vị kia làm sao quen biết muốn biết ân ừ. trương nhược quân gà mổ thóc gật đầu trên mặt tràn ngập tò mò bát quái ta còn có chút việc chờ trở về rồi nói sau chu dư đường sờ sờ đầu chó của trương nhược quân xoay người đi vào văn phòng giáo viên vẫy vẫy tay sau lưng mẹ kiếp trương nhược quân sốt ruột thiếu chút nữa học máu ngươi đạp ngựa là chó thật a à. chương 3 lão sư ta quá muốn vào bước bạn đang nghe tại truyện chấm audio thiến thiến hai người vừa nói kịch bản gì vậy dì lưu tao nhả một tay đánh tay lái một tay chải tóc mai ra sau tai liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, tư thế ngồi của Lưu nghệ Phỉ Đoan chính đang cầm điện thoại di động chọc chọc lướt sóng. Cô lên mạng tìm kiếm tiểu thuyết của Chu Dư Đường, vừa chọc điện thoại vừa thuận miệng trả lời: Mẹ, đó là một quyển tiểu thuyết Chu Dư Đường viết, cậu ấy muốn cải biên thành kịch bản, nhờ cô diêu xem giúp. Cải biên kịch bản, cậu ta mới năm nhất phải không? Vì Lưu Cả Kinh cũng chính là hơi chút kinh ngạc trình độ nàng là gặp qua việc đời thành thục nữ nhân. Bất quá, có lẽ là ấn tượng với chu dư đường không tệ, vẫn khen ngợi một câu. Tiểu chu kia rất có tài hoa. Mẹ, mẹ khen anh ấy à. Lưu nghệ phỉ có chút kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm, sớm chiều ở chung với mẹ mười mấy năm, đương nhiên rõ ràng đây là một người kiêu ngạo cỡ nào. Năm đó vì lưu hào hoa phong nhã, mắt cao hơn đỉnh. Trừ bỏ trong giới đỉnh cấp đại lão, có rất ít người để cho nàng giả vờ lấy cớ. Chu Dư Đường cũng coi như là một phần độc nhất. Ừ, kịch bản này rất thú vị, năng lực kể chuyện của cậu rất xuất sắc, hẳn là vào khoa văn học hoặc khoa đạo diễn. Trong phòng làm việc của giáo viên Bắc Điện, Diêu lão sư cầm kịch bản yêu thích không buông tay xem nhiều lần, vẫn bị cấu trúc câu chuyện xảo diệu trong đó hấp dẫn. Diêu lão sư tên Diêu Hiểu Đan, là lão sư học viện điện ảnh Kinh Thành, đồng thời còn là phó viện trưởng học viện biểu diễn, chính là nạn đem Chu Dư Đường Thu vào bắt điện. Hiện tại trong tay cô kịch bản này gọi là Muốn Gặp Anh. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2019, một cô gái tên là Hoàng Vũ Huyên, bạn trai của cô Vương Ngao thắng qua đời trong một tai nạn máy bay. Bởi vì yêu quá sâu đậm, Hoàng Vũ Huyên thủy chung đi không ra đoạn tình cảm này, rõ ràng yêu thương lại ra vẻ kiên cường sinh hoạt, ở thời điểm không ai nhìn thấy gửi tin tức cho bạn trai đã qua đời. Từ đầu đến cuối cô vẫn có một loại cảm giác, Vương Ngao Thắng chưa bao giờ rời xa cô, dường như vẫn luôn ở bên cạnh cô, bởi vì mỗi lần sinh nhật đều có người tặng bánh ngọt khoai môn cô thích ăn nhất. Cho nên, nguyện vọng sinh nhật 27 tuổi của cô là muốn gặp lại anh một lần. Điều ước của cô ấy đã thành sự thật. Hoàng Vũ Huyên nhận được một cái cũ kỹ tùy thân nghe cùng một hộp ngũ hành băng ghi âm, nàng nghe cái kia thủ lát đang sờ đi vào giấc ngủ, trong tiếng hát hoảng hốt xuyên qua thời không, về tới 1998 năm cái kia mùa hè, mở mắt ra, phát hiện mình biến thành 17 tuổi thiếu nữ Trần Vận Như, bên người ngồi một cái cùng vương ngao thắng lớn lên giống nhau như đúc lý tử duy. Sau đó, một câu chuyện tình yêu thuần khiết vượt qua thời không song phương lao tới, cứ như vậy triển khai. Chu Dư Đường đem tiểu thuyết, muốn gặp em, viết ra, sửa thành kịch bản. Quyển sách này trước mắt đăng nhiều kỳ trên Internet, cũng rất có nhân khí. Nhất là độ thảo luận trên diễn đàn thiên nhai rất cao Bởi vì đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên hiện nay có bốn nguyên tố nội dung khác nhau là tình yêu thuần khiết, huyền nghi, xuyên không, trường học thanh xuân, hơn nửa lô Viết câu chuyện cơ bản tự bàn bạc bà. Người thích thanh xuân thuần khiết có thể tìm được tình yêu chân thành tha thiết không thay đổi ở đây Thích thiết lập huyền nghi cũng có thể cân nhắc nội dung câu chuyện từ một số chi tiết Dịu chính là dịu ở chỗ mấy loại nguyên tố này không có đem chuyện xưa kể loạn ngược lại nội dung tương đối độc lập, mà lại thủy chung là liên hệ lẫn nhau, kết cấu tương đối tinh xảo, đây cũng là nguyên nhân ngay cả Diêu lão sư lâm vào sợ hãi than. Thương tâm, thầy Diêu muốn đuổi em đi, vậy ngày mai em chuyển sang khoa đạo diễn. Cậu chú ý nhiều, nhóc con, làm diễn viên cho tốt, cũng có tiền đồ như nhau." Diêu lão sư cười cười nói. "Tôi cũng luyến tiếc Diêu lão sư, nếu không không phải lãng phí khuôn mặt này của tôi sao?" Chu Dư Đường cũng bắt đầu trò chuyện với Diêu Lão Sư. Anh là người có thành tích đứng đầu các khóa trước của Bắc Điện, người đẹp miệng ngọt sẽ đến, xem như môn sinh đắc ý của thầy Diêu. Vậy cũng đúng. Diêu Lão Sư cũng vui vẻ. Ta nghe nói, phía dưới học sinh đều có người biên cho ngươi một cái Bắc Điện 10 năm đẹp trai nhất giáo thảo, nhan sắc khối này đáng đo thỏa đáng. Trần Côn, Hoàng Tiểu Minh, Cổ Vĩ Lượng, Mã Thiên Vũ đều nổi tiếng là giáo thảo Bắc Điện, chu dư đường có thể cái sau vượt cái trên ổn định mấy vị này nhàn sắc không nói đẹp trai hơn bình minh đó cũng là quan áp ngạn tổ cùng thiếu phụ diêu lão sư hàn huyên một hồi chu dư đường đi thẳng vào chủ đề lão sư người nói ta đem kịch bản này quay thành phim truyền hình thế nào hả phim truyền hình diêu lão sư có chút mơ hồ buông kịch bản trong tay xuống lời nói thấm thía nói dư đường em phải biết rằng quay phim truyền hình cùng quay phim ngắn cũng không giống nhau so với phim ngắn quay phim truyền hình phải suy nghĩ càng nhiều chuyện dư đường nói thật ngươi có ý nghĩ này lão sư rất vui mừng nhưng là ta càng hy vọng ngươi có thể hảo hảo lắng động lại một người tại học được chạy bộ trước muốn trước học được đi đường ta nói những này cũng là đối với ngươi phụ trách đợi đến tương lai khắp nơi mặt thời cơ đều thành thục lại đến làm bộ kịch này cũng không muộn trong chương trình học của Bắc Điện có tổ chức sinh viên tham gia quay phim và tham gia diễn xuất, mục đích là bồi dưỡng kinh nghiệm quay phim và diễn xuất của sinh viên, tạo nền tảng tốt cho sự nghiệp diễn xuất trong tương lai. Diêu lão sư, hiện tại kịch bản đã có, kế tiếp chính là lôi kéo đầu tư, sau đó tìm người đem kịch bản quay ra, chuyện xưa này ta rất thích, ta chuẩn bị cá nhân phòng làm việc bỏ vốn một phần, còn lại ta lại nghĩ biện pháp. Chu Diêu đường thuộc như lòng bàn tay, giọng nói khẩn thiết. Cô Diêu, em rất muốn tiến bộ vì trở nên nổi bật sau khi thi đậu bắt điện hắn liền đăng ký trước một phòng làm việc tư nhân thuận tiện cho tương lai phát triển của mình nghe chu dư đường nói thành khẩn trong lòng diêu lão sư cũng có chút xúc động học sinh này thật tiến bộ à dẫn theo nhiều học sinh như vậy dẫn theo rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đó không thiếu triệu yến tử hoàng tiểu minh nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua học sinh nào có ý tưởng như chu dư đường từ quan điểm của cô ấy sinh viên năm nhất bắt điện bình thường không phải bận rộn yêu đương thì là trốn học chơi game nếu không thành thật đi học nghe giảng cẩn trọng hoàn thành bài tập giáo viên giao phó cũng có hội sinh viên thông qua các loại phương thức nghĩ biện pháp ở trong đoạn làm phim diễn vai phụ vì mình gia tăng lý lịch từng người đều đang làm chuyện mờ ảo xây dựng mộng đẹp tương lai làm minh tinh chu dư đường không giống lắm hắn đi vào chính là có chút danh tiếng tác giả căn cứ từng cái chuyên nghiệp chương trình học lão sư phản hồi năng lực chuyên nghiệp của hắn rất xuất sắc hơn nữa dĩ nhiên vô thanh vô tức mở cái phòng làm việc đều muốn chính mình ra kịch bản đầu tư tổ cục quay phim vừa lên đã chơi lớn như vậy vẫn là loại có kế hoạch chi tiết có thể thấy được học sinh này có kết cấu ý tưởng cũng rất thành thục tìm thư uyển từng có kế hoạch rất rõ ràng đối với tương lai của mình diêu lão sư đối chu dư đường cái nhìn có chút chuyển biến chuyển bút hỏi đầu tư quay phim truyền hình muốn không ít tiền người ở đâu ra nhiều tiền như vậy diêu lão sư em viết tiểu thuyết kiếm được chút tiền chuẩn bị bỏ ra một hai triệu chuẩn bị đầu tư bộ phim này chu dư đường lộ ra một nụ cười sáng lạng đẹp mắt thiếu phụ diêu lão sư nhìn có chút choáng váng bút trong tay lộc bột rơi xuống bàn trời ạ à, học sinh bây giờ có tiền như vậy sao một hai triệu trong khoảng thời gian này cũng không phải là con số nhỏ cho dù đối với nàng mà nói cũng là như thế mấu chốt là lúc này chu dư đường mới năm nhất liền bỏ ra nhiều tiền như vậy để quay phim truyền hình muốn qua vài năm nữa không được lên trời gặp phải học sinh đẹp trai hiểu chuyện có năng lực tiến bộ như vậy độ coi trọng trong lòng thiếu phụ diêu lão sư lại tăng lên một bậc mỉm cười nhìn chu dư đường nói trước kia chưa từng có tiền lệ như vậy nhưng người muốn tiến tới lão sư không có lý do gì không giúp ngươi nếu là lôi kéo đầu tư lão sư bên này có thể giúp ngươi thử liên hệ mấy nhà kinh thành điện ảnh và truyền hình công ty bất quá bởi vì ngươi là người mới trong thời gian ngắn tốt nhất không nên ông quá lớn hy vọng về phần kịch bản tôi giúp cô tìm người xem lại cảm ơn diêu lão sư nụ cười của chu dư đường chân thành ấm áp cô diêu thật sự rất để ý đến anh như vậy em tự rót ly nước uống trước đi anh gọi điện thoại diêu lão sư suy nghĩ một chút cầm lấy điện thoại bấm cái dãy số, này là Tiểu Lộ sao, có thời gian không? Ngươi ngay tại trường học. Là như vậy, ta nơi này học sinh viết cái rất thú vị kịch bản, ngươi lại đây cùng nhau xem một chút. Tiểu Lộ. Trong đầu Chu Dư Đường mơ hồ hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, hai chân đang vào nhau, hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Chương 4. Mười vạn vì cái gì cô nương? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sự thật chứng minh, Chu Dư Đường nghĩ sai rồi. Hiện tại Đường chỉ dâu thật không đủ đạo hạnh để Diêu lão sư mời. Người Diêu lão sư gọi điện thoại là Tiết Tiểu Lộ lão sư của Học viện Điện ảnh. Vì Tiết lão sư này chính là nhân vật quan trọng của Học viện Điện ảnh, từng làm biên đạo ở trung tâm chế tác chương trình khoa học và giáo dục CCTV, tự mình đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình chuyên đề và phim ngắn bộ phim truyền hình kinh điển đừng nói chuyện với người lạ khiến vô số người để lại bóng ma trong lòng cô là một trong những biên kịch còn từng làm biên kịch cho các đạo diễn lớn như trần đại thi nhân năm ngoái vừa giành được giải thưởng công trình năm lần một tư lịch này đặt ở đó còn là giáo sư khoa văn học học viện điện ảnh chu dư đường gặp mặt chủ động đứng dậy thái độ cung kính chào hỏi chào thầy tiết em tên là chu dư đường gọi em là dư đường là được rồi thầy diêu học sinh đúng không rất đẹp trai, ngồi đi. Tiết lão sư tựa hồ cùng Diêu lão sư quan hệ không tệ, hòa khí khoát tay cho Chu Dư Đường ngồi. Cũng không nói nhiều, cầm lấy kịch bản đại khái nhìn một lần, muốn nói cái gì lại nhìn lần thứ hai. Lần này xem tương đối cẩn thận, đại khái hơn nửa giờ sau mới ngẩng đầu, cầm lấy nước trà Chu Dư Đường vừa rót cho cô uống một ngụm, cảm khái nói. Kịch bản rất tốt a, à, tuy rằng nội dung vở kịch có chút nóng nảy, nhưng rất có thể bắt người người thích nhất định sẽ phi thường thích nữ chính muốn một người phân vai tứ giác đồng thời diễn xuất tự ti hướng nội cùng hoạt bát cởi mở hai loại hoàn toàn tương phản hình thái nếu như diễn tốt khẳng định rất có trương lực còn nữa em muốn biểu đạt rất nhiều thứ trần vận như bị ức hiếp trong trường học tuổi dậy thì tự nhận thức tình yêu nảy mầm bao gồm phiền não của gia đình nguyên sinh tình bạn tốt đẹp giữa bạn bè nhưng tổng thể mà nói không lộn xộn mỗi một điểm đều là điểm có thể xúc động lòng người không hổ là giáo sư khoa văn học Bắc Điện, quản lý hiệp hội điện ảnh kinh thành, đọc hiểu bắt đầu đẳng cấp vương giả. Tiết lão sư cho tương đối cao đánh giá, Chu Dư Đường trong đầu linh quang chợt lóe, thuận nước đẩy thuyền nói: Tiết lão sư, nếu như bộ phim này quay thành phim truyền hình, ngài có hứng thú hay không đạo diễn? Tôi. Tiết hiểu lộ cũng hơi sửng sốt, lắc đầu, do dự nói: Tôi không có kinh nghiệm đạo diễn phim truyền hình. Cô xuất thân từ biên kịch từng quay phim ngắn của đài truyền hình CCTV, cũng từng làm đạo diễn chấp hành một số tác phẩm, nhưng trước mắt vẫn chưa có kinh nghiệm làm đạo diễn. Tôi đã xem qua tác phẩm của tiết lão sư, tiết lão sư nhất định là một đạo diễn tốt." Chu Dư Đường Chân Thành nói. "Là như vậy, tôi đặc biệt thích câu chuyện này, cho nên chuẩn bị đầu tư một phần, sau đó tự mình đảm nhiệm vai nam chính, quay bộ phim này ra, tôi thích cách cô tiết kể chuyện xưa, nếu cô quay bộ phim này, nhất định là kinh điển." Trong mộng vẫn còn nhớ, đại khái hai năm sau thầy Tiết đã làm đạo diễn cho bộ phim đầu tay Hải Dương Thiên Đường, tụ tập một đám minh tinh nổi tiếng như Lý Liên Kiệt, Văn Chương, Quế Luân Mỹ, Đại Mỹ Viên, thành tích nổi bật. Sau đó còn làm đạo diễn mấy bộ phim, thành tích doanh thu phòng vé và danh tiếng đều rất tốt. Đề tài cô quay, rất am hiểu dùng tình cảm tinh tế của nhân vật trong kịch bản đã động khán giả, lúc này hẳn là có 7-8 phần công lực đỉnh cao sở dĩ chu dư đường lựa chọn bộ phim này cũng có mục đích nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi vì hình tượng nam chính lý tử duy vô cùng hấp dẫn làm bộ phim này mục đích chủ yếu chính là nâng đỡ chính mình thuận tiện vì bước phát triển tiếp theo mà tích lũy nhân mạch hiện tại gặp phải đùi tiết lão sư như vậy tự nhiên không có bỏ qua đạo lý buổi chiều này chu dư đường theo đuổi giấc mộng chân thành còn có diêu lão sư khuyên bảo hoặc có lẽ là kịch bản thật sự xuất sắc Tiết hiểu lộ chính mình cũng muốn vì đạo diễn điện ảnh tích lũy kinh nghiệm, sau khi cẩn thận suy nghĩ chu toàn, cảm thấy không có lý do thoái thác nữa, tiết hiểu lộ lão sư vẫn mở miệng đáp ứng đạo diễn bộ phim truyền hình này. Để tôi thử xem. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu tư đúng chỗ, hạng mục trong giới quá nhiều, rất nhiều đều là kẹt ở cửa tài chính này. Chu dư đường bỏ ra một hai triệu không đủ, còn cần kéo công ty điện ảnh và truyền hình vào cuộc đầu tư thảo luận đến giờ cơm tối mới tan, coi như là một buổi nghiên cứu kịch bản loại nhỏ, tiết lão sư cùng Diêu lão sư cũng là từ góc độ chuyên nghiệp đưa ra một ít ý kiến sửa chữa, tận lực làm cho kịch bản này thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Từ phòng làm việc của Diêu lão sư đi ra, tâm tình Chu Dư Đường tương đối khá. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, thế kỷ 21 cái gì quý giá nhất? Tài năng. Thật sự là Lỗ Tấn tiên sinh nói sao? Điều này không quan trọng quan trọng là một nhân tài quen thuộc với quy trình chế tác phim truyền hình và phim truyền hình như tiết lão sư, còn có địa vị giang hồ nhất định thì càng đáng giá dụng tâm đi kết giao. Đây đều là mạng lưới quan hệ của Chu Dư Đường. Nhìn điện thoại di động, Lưu Thiên Tiên gửi mấy tin nhắn tới. Lưu Nghệ Phỉ, Tiểu Chu, tôi tìm được quyển sách kia của cậu rồi. Sao không trả lời tin nhắn? Đang bàn kịch bản với thầy sao? Ra khỏi phòng làm việc Chu Dư Đường vừa đi về phía nhà hàng trường học, vừa muốn ăn cái gì cho phải, thuận tiện bất chút thời gian trả lời tin tức của Lưu Thiên Tiên. Ta ra đây, sư tỷ. Từng, quyết định rồi, nhà hàng thiên trì yêu thích nhất ít gì, cầm nắm thịt dê đi lên. Lưu cô nương bên kia rất nhanh hồi phục tin tức tỏ vẻ kháng nghị. Không được gọi ta sư tỷ, ta mới lớn hơn ngươi mấy tháng mà thôi. Tân hỏa tương truyền, tôn sư trọng đạo, đây là giáo huấn mẹ ngươi nói ngươi là sư tỷ của ta tiếng đập tiếng đập lưu cô nương phát hai cái biểu tình không tại đề tài này thường nhiều dây dưa tiếp tục phát tin tức hỏi tiểu chu vì cái gì hoàng vũ huyên có thể xuyên qua a à? đúng vậy bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bi thương chu dư đường đi vào căng tin tiểu thuyết ta còn chưa đọc xong ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì trần vận như sau đó chết đâu đọc sách nhiều lần em sẽ biết Chu Dư Đường xếp hàng. Vậy tại sao? Chu Dư Đường đầu đều lớn, tìm thư Uyển Lưu cô nương hình như có rất nhiều vấn đề, thật không bằng đổi tên gọi 10 vạn vì sao. Vừa vặn đến phiên mình quẹt thẻ lấy cơm, dì căng tin thấy Chu Dư Đường là một tiểu tử đẹp trai như ánh mặt trời, trái tim trẻ con nhộn nhạo, khó có được tay không run, còn cho thêm mấy miếng thịt. Chu Dư Đường đối căng tin dì báo chi cười, vừa lúc bụng có chút đói bụng, dứt khoát trực tiếp trả lời trước không nói, căng tin nồi áp suất nổ tung, ta đi xử lý một chút, tạm biệt, tạm biệt. Vậy sao? Nồi áp suất là cái gì? Có một số kiến thức cuộc sống còn không bằng học sinh tiểu học lưu cô nương, ông điện thoại di động vẻ mặt mơ hồ. Vì sao nồi áp suất lại nổ? Bên kia lại không có động tĩnh. Lưu cô nương đơn thuần xoắn suýt một lát, đại khái cảm thấy rất nguy hiểm, vẫn gửi một tin nhắn. Tiểu Chu, vậy ngươi phải cẩn thận ăn cơm xong trở lại phòng ngủ đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm đột nhiên liền thấy được trương nhược quân tư thế xinh đẹp nằm ở trên giường một tay anh chống trầm một chân nhếch lên thấy chu dư đường vào cửa ánh mắt u oán liền nhìn chầm chằm người tên tử quỷ này xem như đã trở lại chu dư đường như mang trên lưng thu dọn khăn mặt đừng nhìn em như vậy em không có hứng thú với đàn ông dư đường nhược quân đã nói cho ta biết tình huống thế nào chu nghệ long cũng ở trong phòng ngủ mặc áo tê Sớt quần đùi tóc còn mang theo hơi nước như là vừa tắm rửa xong trở về hắn cũng có chút tò mò căn cứ trương nhược quân thêm mắm dặm muối miêu tả lưu thiên tiên dĩ nhiên chủ động đi lên cùng chu dư đường chào hỏi hai người chẳng những vai kề vai ngồi cùng một chỗ nói chuyện thật vui vẻ nghi ngờ còn có thân mật tứ chi tiếp xúc ồ đây quả thực chính là kinh thiên đại bác quái chương 5 Gặp nhau là ngoài ý muốn, ly biệt là trạng thái bình thường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6, sông pha khói lửa A, đường ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sông pha khói lửa A, đường ca. Đầu trương nhược quân từ mép giường thò ra, lộ ra nụ cười mang tính biểu tượng của cấp sĩ kỳ. Cái gì cậu phú quý những lời này, liền nói đùa chọc cười nhưng chu dư đường nếu thật sự gặp phải chuyện hắn có năng lực có thể giúp đỡ nhất định xuất lực trương công tử ra ngoài hành tẩu giang hồ chính là nói nghĩa khí như vậy gọi điện thoại hỗ trợ tìm ba con hỏi xem có công ty điện ảnh nào ở bắc kinh muốn đầu tư quay phim truyền hình không hai tay chu dư đường gối sau đầu mình thanh thản nói cậu biết ba trương rất có danh tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình bắc kinh nhất là quan hệ nhân mạch rất vững chắc lão nhị ngươi muốn nói cái khác để cho ta quả bôn ta khẽ cắn môi đều có thể đáp ứng ngươi nhưng là ta thật sự không muốn đi tìm hắn ngươi biết tính tình ta con người ta trong mắt đều không chấp nhận được nửa điểm hạt cát từ nhỏ đã nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của hắn khó chịu cho dù hắn là cha ta trương nhược quân lắc đầu liên tục ngữ khí càng kiên định vô cùng nói thật với các ngươi kỳ thật ta vào bắt điện cũng là do hắn nhờ người tìm tốn không ít tiền Tại ta bước vào Bắc điện một ngày kia, ta đứng ở trường học cửa chính, cắn răng, ở trong lòng đối với chính mình phát thề, con đường sau này, dựa vào chính mình đến đi, không dựa vào hắn nhân mạch, ta cũng giống nhau có thể làm được. Nói hay lắm, người nhất định phải dựa vào chính mình. Chu Nghệ Long im lặng đọc sách đều buông sách xuống, lai like cho anh. Trương Nhược Quân dứt khoát từ trên giường ngồi dậy thân thể, khoanh chân tiếp tục giọng dạc nói ta cũng không phải vì chứng minh mình nhiều không dạy nổi chính là muốn tranh một hơi cổ hủ như ông ấy tư tưởng quan niệm quá cổ hủ đã sắp bị thời đại đào thải rồi bằng thực lực của ta hơn nữa long ca cùng đường ca hai người các ngươi coi như là không có hắn trợ giúp tương lai giống nhau có thể trở nên nổi bật có cốt khí chu dư đường vẫn duy trì tư thế ban đầu thờ ơ nói không cần chờ tương lai hiện tại đang có một cơ hội chứng minh năng lực của anh cơ hội gì cậu chỉ cần gọi điện thoại đem tình huống bên tôi nói rõ ràng cho cha cậu cũng không cần cầu hắn đầu tư chính là để cho hắn giới thiệu mấy công ty điện ảnh và truyền hình có hứng thú với hạng mục phim truyền hình là được nếu như cục này hợp thành nói không chừng cậu có thể có được cơ hội diễn vai nam nhị tôi diễn vai nam nhị trương nhược quân hơi sửng sốt như là bị bánh từ trên trời rơi xuống đập hôn mê đúng vậy anh đã đọc tiểu thuyết hẳn là hiểu Chu Dư Đường không chậm không vội nói. Chẳng lẽ cũng không cảm giác được, ta viết nam nhị nhân vật này hình tượng, kỳ thật ở rất nhiều địa phương, cùng ngươi rất giống sao. Nam nhị muốn gặp em, Mạc Tuấn Kiệt. Nhân vật chính là hảo huynh đệ, thiện lương si tình ấm áp nam học bá, tài trái mất thính giác, khổ luyến tự ti mẫn cảm nữ sinh trần vận như, tướng mạo không nên quá đẹp trai, nhưng thoạt nhìn phải sạch sẽ, tốt nhất là cười rộ lên có loại cảm giác như ánh mặt trời, chiều cao yêu cầu khoảng 172. 180, tuổi từ 18. 25, điều kiện này, cẩn thận ngẫm lại, chính là một chiến sĩ thuần ái, kỳ thật rất nhiều người đều thích hợp. Nhưng trong mắt Trương Nhược Quân, tim đập thình thịch. Lúc xem tiểu thuyết không phát hiện, nghe Chu Dư Đường nói như vậy, đem chính mình đối chiếu vào. Ấm áp, thiện lương, giảng nghĩa khí, si tình, anh Tuấn hơi điểm quá, chính mình tưởng tượng học tập tốt, hơn nữa cười rộ lên đặc biệt dương quang. Đây không phải là một nhân vật do chính tôi tạo ra sao? Cầm cỏ, nếu không nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, thì ra Chu Dư Đường viết nhân vật này theo hình tượng của mình. Anh Đường, anh thật sự hiểu em. Trương Nhược Quân không hiểu sao cảm động, đồng thời trong lòng làm ra một quyết định vi phạm ước nguyện ban đầu. Bùng. Một lát sau, vật nặng trong phòng ngủ rơi xuống đất. Người nào đó từ trên giường xoay người lăn lông lốc bắn lên, sau đó hai tay chống lấy bên giường hộ cần, một cước vượt qua ba cái cầu thang, trong nháy mắt từ phía trên nhảy xuống. Bộ động tác này động như thỏ chạy, như nước chảy mây trôi, không biết còn tưởng rằng là khinh công cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp. Chu Nghệ Long ngồi trước bàn đọc sách thật sự hoảng sợ. Lão Tam, ngươi làm gì vậy? Khụ, không có gì, bụng đột nhiên có chút đau, có thể buổi tối ăn hỏng bụng rồi. Trương Nhược Quân cầm di động, làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh Long, mượn ít giấy, em đi về đúc xe ngồi xổm. Cầm lấy cuộn giấy vệ sinh chu nghệ Long đưa tới, Trương Nhược Quân lắc mình đi vào nhà vệ sinh. Mở khóa, màn hình điện thoại sáng lên. Gương mặt anh Tuấn của mình trong gương phản phất sẽ phát sáng, hắn do dự mãi vẫn bấm số, dùng thanh âm so với mũi còn thấp hơn nói. Alo, ba. Alo, mẹ chu dư đường đi tới ban công bên ngoài phòng ngủ thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại dời quần lót của mình và long ca treo ở ban công đi trương nhược quân luôn là quần lót bẩn vớ tích gấp từng tí một một chậu sau đó mang về nhà cùng nhau giặt mỹ kỳ danh viết tiết kiệm tài nguyên chu dư đường và chu nghệ long mỗi tối lúc tắm thuận tiện giặt sạch quần áo phơi ở ban công hoàng hôn màu hổ phách đã đi mấy vòng lại là một đêm trăng nhô lên cao gọi điện thoại cho ba trước kết quả không ai tiếp lại đổi điện thoại cho mẹ lúc này ngược lại rất nhanh kết nối chu dư đường còn chưa kịp mở miệng bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói của mẹ này là tiểu đường ở kinh thành thế nào nhà ăn có ăn no không có đủ tiền tiêu không đặt câu hỏi như pháo liên châu tất cả đều là mẹ già tràn đầy quan tâm nghe được trong lòng chu dư đường có chút buồn bực có một loại cảm giác rất muốn hút thuốc mẹ con sống rất tốt căn tin ăn cũng không tệ tiền đủ xài lần trước gọi cho mẹ mẹ giữ lại tiêu muốn mua cái gì mua cái đó sao ba không nghe điện thoại ba con đang hợp gần đây mới khai giảng làm hoạt động gì trường học nhiều chuyện cơm cũng không biết có ăn không chu mụ oán giận một câu người đứa nhỏ này mẹ chính mình có tiền ăn mặc cái gì cũng không thiếu ngươi tiền này ta cho ngươi cất giữ về sau cưới vợ dùng ban đầu tiền nhuận bút xuống tới Chu Dư Đường liền cho mẹ đánh 5 vạn, cũng không đánh quá nhiều, chủ yếu là mình dùng tiền địa phương rất nhiều. Dạ dày ba không tốt, bảo ba nhớ ăn cơm. Con yên tâm, chăm sóc tốt bản thân, ba còn có mẹ rồi, thân thể ông ấy rất tốt. Mẹ xem dự báo thời tiết hình như bên Kinh Thành sắp mưa hạ nhiệt độ rồi, con có quần áo dày để mặc không? Mấy hôm trước mua vài bộ quần áo trên mạng, hai ngày nữa là đến cũng không biết có chất lượng tốt trong cửa hàng chúng ta hay không. Mẹ ngươi ta mở bao nhiêu năm quần áo cửa hàng, cái gì nguyên liệu có đẹp hay không liếc mắt một cái liền biết, ta nói với ngươi, hiện tại trên mạng đồ vật không chuẩn, lần sau mua quần áo. Mẹ chu nói liên miên cằn nhằn vài chuyện vặt vảnh trong nhà, truyền thụ kinh nghiệm cuộc sống của mình. Hầu hết thời gian chu dư đường đều lặng lặng lắng nghe. Nghe lại nhảy đơn giản như vậy, cũng có loại cảm giác hạnh phúc tìm thư uyển vduvduvduvduk chấm giao sinh com mẹ chu tên là vương phượng cầm là hộ gia đình cá nhân mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở diêm thành trước kia thường xuyên tự mình đeo bao tải lớn ngồi xe đường dài đi nhập hàng trường tiểu học chu dư đường liền đi theo đến chợ bán sĩ ba chu tên là chu chính bình làm việc ở một trường đại học nào đó ở diêm thành xem như lãnh đạo trường cũng chính là điều kiện gia đình bình thường chu dư đường muốn trở nên nổi bật trong giới giải trí cái này cần dựa vào hai tay mình sáng tạo tương lai. Nói chuyện điện thoại xong, chu dư đường cảm giác tâm linh thăng hoa, cả người tràn đầy nguyên khí. Trở lại phòng ngủ, phát hiện Trương Nhược Quân còn ở trong C gọi điện thoại, mơ hồ nghe được, liền lúc này đây giúp ta hỏi một chút các loại lời nói. Bàn học của chu Nghệ Long Chỉnh Tề đang xem một quyển cơ sở lý luận điện ảnh. Muốn nói cố gắng, anh Long thật sự là người chăm chỉ nhất chu dư đường từng gặp thật ra thì phòng ngủ này ngoại trừ chu dư đường trương nhược quân và chu nghệ long lớn lên cũng đều là tiểu soái trương nhược quân thuộc loại đại nam hài sáng sủi như ánh mặt trời chu nghệ long lại là quân tử nho soái nhẹ nhàng bình thường có rất nhiều nữ sinh hẹn chu dư đường nhưng cũng có nữ sinh biết cỏ trường khó làm chuyển đổi mục tiêu tấn công ngoài sáng trong tối chủ động lấy lòng trương nhược quân và chu nghệ long trương nhược quân đi hẹn hò vài lần nhưng chu nghệ long toàn bộ khéo léo từ chối giống như căn bản là không có tâm tư về phương diện này chu dư đường cũng từng hỏi anh dùng lời của anh long mà nói đó chính là không có cảm giác so với lãng phí thời gian trên người phụ nữ anh vẫn cảm thấy hứng thú với diễn xuất hơn tinh lực của một người là có hạn muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở chuyện tương đối trọng yếu nếu quyết định phải đi con đường này vậy phải bình tĩnh lại nghiên cứu diễn xuất chu dư đường đối với việc này tương đối phục người cứ cố gắng như vậy vô luận làm cái gì khẳng định đều có thể đạt được thành tựu nhất định chương 7 những năm kia dương mật học tỷ bạn đang nghe tại truyện chấm audio diễn viên và ngôi sao trong mắt người bình thường hình như là tượng trưng cho sự ngăn nắp xinh đẹp trên thực tế trước khi thành danh cũng chỉ là người bình thường chu dư đường học chuyên ngành biểu diễn bắt điện này so với rất nhiều học sinh trung học còn vất vả hơn sinh viên khoa biểu diễn bắt điện Mỗi sáng sớm phải xuất công, dậy còn sớm hơn gà. Cho dù bạn là sinh viên chuyên ngành hay sinh viên chuyên ngành đều phải như vậy. Biểu diễn chuyên ngành và biểu diễn, chính là biểu diễn lớp cao cấp và lớp chính quy biểu diễn. Buổi sáng hệ biểu diễn chủ yếu là luyện tập phát ra âm thanh. Cái này cũng giống như diễn viên hí khúc truyền thống luyện công, ngoại trừ luyện giọng ra, còn có hơi thở, còn có vòng khẩu lệnh các loại, chủ yếu là luyện lời thoại. Kỳ thật quan hệ giữa các bạn học đều rất tốt, bởi vì trong tiết biểu diễn học kỳ 1, nói chính là giải phóng thiên tính, chính là làm cho người ta buông lỏng. Mỗi ngày tôi diễn vợ anh, anh diễn con trai tôi, thường xuyên qua lại đều quen thuộc. Sáng sớm, 6 giờ. Trên sân thể dục sân trường Bắc Điện, tùy ý có thể thấy được một đám soái ca mỹ nữ đẹp mắt đang tập hợp luyện thanh. Chu Dư Đường cùng Chu Nghệ Long, Trương Nhược Quân cũng là một thành viên trong đó đại bộ phận điện ảnh học viện học sinh luyện thần công đều còn rất nghiêm túc dù sao thi vào bắt điện đều là ông một viên làm tốt diễn viên tâm tới về phần có thể hay không bị tiền tài ô nhiễm sa đọa đó đều là chuyện sau này luyện trong chốc lát trương nhược quân liền bắt đầu tâm viên ý mã ánh mắt giống như đèn pha ra đa hết nhìn đông tới nhìn tây đột nhiên giống như thấy được cái gì mơ hồ hưng phấn lên tiểu tử ngươi làm cái gì máy bay vẻ mặt chu nghệ long nghi hoặc gần đỏ thì đỏ, rất nhiều từ này đều là học theo chu dư đường. Hắc hắc, các ngươi xem, dương mật học tỷ các nàng ở bên kia. Trương Nhược Quân liên tiếp nháy mắt với chân cây bên kia, cười đến hưng phấn. Chu Dư Đường im lặng, người này cũng không biết là tin tức từ đâu tới, tóm lại tình báo đối với nữ sinh bắt điện rõ như lòng bàn tay. Cụ thể đến mức nào đây? Ví dụ như dáng người và sở thích của Dương Mật học tỷ. Ngoại trừ Dương Mật ra, còn có thành viên phòng ngủ của nàng viên sang sang, trương tuyền, trương tiểu phỉ ba vị học tỷ, chi tiết đến các nàng ngủ giường nào đều rõ ràng. Hắc si không phải là kẻ phá hoại chuyên nghiệp sao? Sao còn làm thêm chó cảnh sát nữa? Lúc này dương mật học tỷ đã có mười mấy năm diễn xuất kiếp sống, thần điêu lý tinh linh cổ quái quách tương để cho tiểu hỏa một phen, trở thành nàng cho tới nay diễn xuất kiếp sống đỉnh cao tác phẩm. Trừ bỏ trương nhược quân, kỳ thật còn có không ít nam sinh hữu ý vô ý đem ánh mắt hướng về phía bên kia nói như vậy đi dương mật hiện tại liền tương đương với minh tinh bên cạnh người thường tự nhiên rất là hấp dẫn nhìn kia bên kia ký túc xá của chu dư đường bên nữ sinh trương toàn nhỏ giọng lôi kéo bạn thân giọng nói đều đè đề nén hưng phấn đại hoa si a à. dương mật đối với biểu hiện của bạn thân mình rất không hài lòng liếc mắt một cái tỏ vẻ khinh bỉ Chu Dư Đường, cái tên này cô đã nghe qua. Gần đây trong trường học rất hot. Em trai tiểu học khóa 06, bạn thân Trương Tuyền cùng phòng cả ngày treo bên miệng, còn nói cái gì 10 năm khó gặp Chu Dư Đường. Dương Mật liền cảm thấy thái quá. Có khoa trương như vậy sao? Đẹp trai hơn nữa có thể đẹp trai bằng thần tượng của tôi. Quay đầu liếc mắt một cái. Được rồi, thật sự là người mẫu chó. Đáng giận so với thần tượng của tôi còn cao hơn nửa cái đầu. Khó trách bạn thân Trương Tuyền đều lén lút liếc mắt đưa tình, nhưng lúc này Đại Mật Mật cũng có kinh nghiệm giang hồ phong phú, liếc mắt một cái liền nói với Trương Tuyền. Đúng là rất đẹp trai, phóng chừng nữ sinh nhìn chầm chầm sẽ không ít, nếu anh thích thì chủ động chọn số đi. Em sợ bị từ chối, nghe nói chu dư đường rất lạnh lùng, cũng không thêm phương thức liên lạc với nữ sinh. Trương Toàn có chút ngượng ngùng nói. Mật mật a, à, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện để làm gì đại mật mật mơ hồ cảm giác được mình giống như bị khuê mật lừa gạt cậu qua đó giúp chu dư đường xin một phương thức liên lạc đi trương toàn nhỏ giọng khẩn cầu ngươi là tiểu quách tương mà mặt mũi khá lớn người ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi làm ơn đi quá mất mặt không đi mời ngươi ăn đồ đá thời đại hai bữa trương toàn hạ vốn gốc thật không có biện pháp với ngươi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy ví dụ. Đại mật mật rất bất đắc dĩ, vẫn đáp ứng thỉnh cầu của bạn thân. Đều là chị em cùng phòng ngủ, chút việc này vẫn phải giúp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cô mời khách ăn thời đại đồ đá, khách sạn kia rất tốt, vẫn là hai bữa. Dương Mật quyết định đi giúp chị em tốt thử xem chất lượng của Chu Dư Đường, vạn nhất không đáng tin, vậy khuyên Trương Toàn sớm buông tha cho thỏa đáng. Tình huống thế nào, dương mật học tỷ vẫn luôn nhìn về phía này ta có lý do hoài nghi nàng thầm mến ta trương nhược quân một mình hoạt bát sáng sủa cảm giác siêu cấp tốt đẹp có chút tao khí lắc lắc tóc vận động mở rộng ngực cùng chu dư đường cùng chu nghệ long bên cạnh đùa giỡn hai người cũng đã sớm đối với lời lẳng lơ của hắn hình thành cơ chế miễn dịch coi như hắn không tồn tại nghiêm túc đối lời thoại với nhau không nghĩ tới dương mật thật đúng là đi về phía hắn không phải nói thật chứ Trương Nhược Quân trợn tròn mắt. Hắn cũng liền ngoài miệng nói nói lẳng lơ nói đùa, kỳ thật trong lòng không có ý nghĩ gì, cho nên Dương Mật đi tới trước mặt hắn 10 mét xa, cười tủng tỉm nhìn hắn, ngược lại có chút không biết làm sao bây giờ mới tốt, chân tay lúng cuốn sững sờ ở nơi đó. Dương Mật hướng ngón tay hắn ngoắt ngoắt, ném một ánh mắt, như là hồ ly sử dụng mị hoặc, Trương Nhược Quân liền mơ hồ đi tới. Học đệ, cậu cùng phòng với Chu Dư Đường phải không? Âm thanh kẹp hơi ngọt ngào, đem Trương Nhược Quân kéo về hiện thực. Ừ, em tên là Trương Nhược Quân, anh em dư đường, chỉ có việc gì không? Trương Nhược Quân rất lễ phép trả lời, đồng thời trong lòng còn có chút kích động nhỏ kiêu ngạo. Đều nói chu dư đường anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong, anh em cũng không sai. Danh tiếng của Dương Mật Học Tỷ tuy rằng so ra kém Lưu Thiên Tiên, tìm Thư uyển nhưng coi như là nữ minh tinh của Tiểu Hỏa, lại chủ động tới tìm học để mình nói chuyện, mặt mũi rất dài. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên xa xa một ít nam sinh nhìn chậm chậm bên này đã lộ ra biểu tình ghen tị. Ha ha, thoải mái. Dương Mật cười hỏi. Trương Học đệ, có tiện thêm phương thức liên lạc không? Ok, không thành vấn đề. Trương Nhược Quân tiêu sái móc ra Nokia đang thịnh hành, nụ cười của cấp sĩ kỳ căn bản không đè nén được. Vậy có thể phiền anh gửi quy quy của Chu Dư Đường cho em không? Đại Mật Mật tiếp tục ngọt ngào nói là như vậy. Em có một người bạn thân có quan hệ rất tốt, cảm thấy chu học đệ không tệ, muốn thêm một người bạn tốt tâm sự tìm hiểu một chút, cô ấy tương đối thẹn thùng, em tới hỏi giúp một chút, thấy Chu Dư Đường đang đối thoại, không biết xấu hổ đi qua quấy rầy. Răng rắc, đạo tâm vỡ vụn. Nụ cười của Trương Nhật Quân cứng lại, khóe miệng giật giật, cho nên ngươi tới tìm ta là vì cái này. Đây không phải là xem ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm sao? học đệ ngươi giúp một chút đi, lát nữa học tỷ mời ngươi ăn cơm, thời đại đồ đá nghe qua chưa, nhà hàng rất tốt. Dương mật học tỷ chớp chớp mắt hồ ly. Trong lòng Trương Nhược Quân có chút buồn bực, cười khổ nói. Học tỷ, không phải em không gửi cho chị, là dư đường anh ấy thiết lập cự tuyệt bị thêm bạn tốt, các chị thêm cũng vô dụng. Vậy nhờ cậu, nói với cậu ấy một chút, để cậu ấy thêm tớ, bi bi, Trương học đệ. Dương mật cười như một tiểu hồ ly, khoát tay tiêu sái rời đi. Trương Nhược Quân vẻ mặt bất mãn, đi tới bên cạnh Chu Dư Đường và Chu Nghệ Long. Sao vậy, Dương mật học tỷ của ngươi thổ lộ với ngươi rồi. Nghỉ ngơi giữa hiệp, Chu Dư Đường uống một ngụm nước, thuận tiện cho anh một đao. Chương 8 Táp mật cùng dạ yến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vậy thì không có, để tôi tìm anh thêm quy cho cô ấy trương nhược quân buồn bực nói làm tròn nghĩa vụ của người công cụ đem chân tướng sự tình nói rõ ràng vậy thì thêm đi chu dư đường chủ động cầm lấy điện thoại di động thêm vào ghi chú học tỷ dương mật dương mật học tỷ diễn quách tương hắn rất thích rất có linh khí dù sao cô cũng là một ngôi sao đây đều là mạng lưới quan hệ phải có quan hệ mới có thể tiến bộ dương mật học tỷ bên kia rất nhanh thông qua còn gửi tới một biểu tình cười xấu xa. Chu Dư Đường Thu hồi điện thoại di động, chủ yếu là cũng không biết nói cái gì. À à. Cũng vào lúc này, nữ sinh bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Dương mắt nhìn lên. À, giống như một con sâu lớn rơi xuống từ trên cây, loại lông dài mềm nhũng, rơi xuống bên chân viên sang sang. Kết quả viên sang sang nhảy lên cao ba thước, còn phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm như vậy giống như nữ sinh trời sinh đã có một loại cảm giác sợ hãi đối với loại sâu này lấy viên sang sang làm trung tâm giống như nhiễm ôn dịch mấy nữ sinh bên cạnh trong nháy mắt tản ra như tránh hổ lan thét chói tai liên tục đừng sợ lập tức giẫm chết rồi dương mật học tỷ lại chẳng hề để ý giơ chân lên giậm mạnh một cái sâu phơi thay tại chỗ nước màu xanh biếc chảy đầy đất ồ chính cô cũng là vẻ mặt ghét bỏ chân trên mặt đất dùng sức cọ cọ mật mật, sao em dám, con sâu này lớn lên thật đáng sợ. Viên sang sang mặt hoa thất sắc nói. Vẫn là đại mật ngưu kinh thành chúng ta. Động tĩnh quá lớn, bên này xa xa đều nhìn thấy, trương nhược quân nhếch miệng cười không ngừng. Chu dư đường cũng nhìn dương mật với cặp mắt khác xưa. Kinh thành táp mật là có chút hổ. diêu lão sư hỗ trợ liên hệ kinh thành điện ảnh và truyền hình công ty, Trương Nhược Quân cũng đi tìm cha hắn, tạm thời cũng không có tin tức phỏng chừng phải chờ một đoạn thời gian ngắn mấy ngày nay chính chu dư đường cũng thử tìm mấy công ty điện ảnh và truyền hình bao gồm cả hoa nghi dù sao cũng tung lưới rộng rãi đáng tiếc chỉ cần vừa nghe nói là cái bắt điện năm nhất tân sinh liền đều không có đoạn sau hoặc là ừ ừ đồng học trở về chờ tin tức dưới tình huống này chu dư đường cũng rất bất đắc dĩ anh chỉ có thể làm tốt chuyện của mình vừa tiếp tục viết tiểu thuyết trên mạng vừa đi học nâng cao bản thân anh Long vẫn cố gắng nghiên cứu diễn xuất mỗi ngày, thỉnh thoảng Trương Nhược Quân cũng về thăm ông bà nội. Tóm lại cuộc sống cứ như vậy trôi qua không gần sống. Thẳng đến một ngày này Trương Nhược Quân từ trong nhà trở về, nói là có một bộ phim điện ảnh lớn công chiếu, nhất định phải lôi kéo Chu Dư Đường đến rạp chiếu phim. Sau khi tới rạp chiếu phim, giống như là trúng ma chú hôn mê. Dậy đi, phim kết thúc rồi chu dư đường vỗ vỗ trương nhược quân nghiêng người dựa vào ghế nghiêng đầu há mồm hô hấp trương nhược quân vẫn chưa hết ý lau nước miếng bên miệng ánh mắt còn có chút mê man dư đường tôi xem ở giữa ngủ thiếp đi điện ảnh sau đó nói cái gì giống nhau ta cũng ngủ rồi hiệu quả thôi miên của bộ phim này quá mạnh chu dư đường cũng không ngăn cản được cơn buồn ngủ ngủ một giấc hai người xem dạ tiệc nghe nói đạo diễn Phùng quay bộ phim lớn này để đánh sâu vào thị trường quốc tế. Bất quá, trong mắt Chu Dư Đường, rất trống rỗng nhàm chán, tự hồ thiếu chút hương vị. Về cơ bản, phim vẫn phải kể một câu chuyện hay. Một câu chuyện hay có thể khiến cho người xem đồng cảm, tuyệt đối không phải đạo diễn tự hào vì theo đuổi cái gọi là nghệ thuật, cố làm ra vẻ huyền bí, tình tiết trống rỗng. Cứng trắng lấy chuyện xưa phương Tây làm bối cảnh thiên triều, muốn lấy lòng hai bên, kết quả giống như trong trà sữa bỏ Masrati, mùi vị kia thật một lời khó nói hết. Ta cho rằng chỉ có ta cảm thấy giả dạ yến không có ý nghĩa gì, vẫn là hoác nguyên giáp đẹp mắt. Hai người từ trong rạp chiếu phim đi ra, đi thang máy xuống bãi đổ xe ngầm, trương nhược quân đột nhiên trầm người đâm vào mã bộ, cho chu dư đường một quyền. Vẽ mặt chu dư đường không hiểu ra sao. Trương nhược quân cố ý giả lãnh trầm mặt, học công phu hoàng đế như vậy dùng trầm thấp khí phách thanh âm nói chuyện ta một quyền này, 20 năm công lực, ngươi đỡ được sao? Mết thiểu năng trí tuệ. Chu Dư Đường cố nén xúc động muốn đá bay anh, đáp lại một động tác ân cần thăm hỏi quốc tế, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ. Trương Nhược Quân Kinh thành người bản địa, điều kiện không tệ, lúc này vừa mới lên đại học liền lái xe trong nhà tới, một chiếc màu đỏ mát đa. Hắc hắc, trước kia em thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, đi học lén đặt dưới bàn học xem, bị thầy bắt nhiều lần trương nhược quân một bên điều khiển tay lái một bên bắt đầu nằm mơ dư đường ngươi không phải nói về sau có cơ hội đem tuyết trung quay thành phim truyền hình sao anh đẹp trai không đủ rõ ràng không nắm chắc vai diễn này đâu chu dư đường mở miệng trực tiếp chính là tổn thương chân thật từ phượng niên muốn chính là đại soái khí chất nổi bật một bộ bạch bào phiêu nhiên xuất trần giống như thiên tiên vong ưu khái niệm gì kém không nhiều lắm là ý tứ đẹp trai đến mức nữ nhân không khép chân lại được. Trương công tử tuy rằng có thể xưng là tiểu soái ca trong giới kinh thành, nhưng khoảng cách so với đại soái đỉnh cấp hiển nhiên là có chênh lệch không nhỏ, cho nên diễn khẳng định không có sức thuyết phục. Kháo, ngươi cũng quá đã thương người rồi. Trương Nhược Quân buồn bực nói. Chu Dư Đường cười cười. Thật quay ra, phỏng chừng phải chờ nhiều năm, kịch này muốn quay tốt, cái gì đặc hiệu đại tràng diện không thể thiếu, phỏng chừng đầu tư ít nhất phải trên trăm triệu. Nói tới đây, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đạo bóng hình xinh đẹp, tìm thư quyển www chấm com cảm giác tương đối thích hợp Tây Sở Thái Bình Công Chúa Khương Nê. Trên trăm triệu đầu tư, mấy món ăn a à, uống thành như vậy. Trương Nhược Quân âm thầm liếu lưỡi. Ta nói ngươi thật đúng là dám nghĩ a à, hôm nay xem dạ tiệc mời nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, cũng mới đầu tư 120 triệu. Chu dư đường phục hồi tinh thần, khẽ cười nói. Mộng tưởng luôn phải có, vạn nhất thực hiện được thì sao? Đến lúc đó tôi diễn từ Phượng Niên, mời anh diễn hàng điêu tự. Ngươi đạp ngựa là chó thật à, không nói cái khác, ngươi diễn từ Phượng Niên, ta đây ít nhất cũng phải là ôn hoa à. Trương Nhược quân thật muốn học máu, hắn đã xem qua sách, lão thái giám hàng điêu tự này phỏng chừng là nhân vật phản diện âm hiểm ác độc nhất trong sách vừa nói vừa cười khởi động xe rời đi đề tài lại về tới già tiệc hai người đồng cảm không đáng học sinh chiết khấu mua vé xem phim bộ phim công chiếu năm nay ngoại trừ tảng đá điên cuồng trong kỳ nghỉ hè chính là hoác nguyên giáp khiến người ta xem rất sảng khoái ngoại trừ đoạn hướng công tử diễn có chút ghê tởm đoạn nội dung vở kịch kia là như thế này hoác nguyên giáp tuổi trẻ khí thịnh ký giấy sinh tử đánh chết hướng công tử sư phụ sau đó hướng công tử diễn nhân vật bi phẫn đang xen thừa dịp ban đêm chạy đi giết cả nhà người ta, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha a, à, xong bị người tìm tới cửa, nói một câu một người làm việc một người coi như liền tự sát. Lý Liên kỳ quả thật lợi hại. Nói tới đây, Chu Dư Đường cũng không nhịn được khen. Bỏ qua những thứ khác, diễn xuất của vị siêu sao võ thuật này tuyệt đối bị đánh giá thấp. Giai đoạn đầu thiếu niên hoắc nguyên giáp đắc chí anh vũ lệ khí, trung kỳ đột nhiên gặp phải đại biến sau mờ mịt, cùng với khí độ một đời võ đạo tông sư sau khi tẩy sạch duyên hoa, thật sự là diễn tương đối đúng chỗ, toàn bộ câu chuyện hoàn thành độ phi thường cao. Đang nói chuyện, Trương Nhược Quân mạnh một cước thắng gấp, ngay cả Chu Dư Đường thân thể đều vọt về phía trước. Chương 9 kinh Khuyên Công Tử Hàm Kim Lượng Hoành Cửa Hàng Xét Ban Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mẹ kiếp, phía trước hình như kẹt xe Kẹt xe thì anh đụng vào phanh xe đâu chu dư đường không nói gì tôi cũng không biết chủ yếu là xe phía trước đột nhiên thắng gấp quả thực là hại người trương nhược quân đỏ mặt có được hay không a à con chó nhỏ nếu không đổi ta tới chu dư đường nhìn hàng này lái xe luôn cảm thấy có chút lo lắng vừa nhìn đã biết là người mới thân thể lái xe căng thẳng biên độ đánh tay lái quá lớn hơn nữa cả kinh vừa rồi thiếu chút nữa xảy ra chuyện không có việc gì. Tuy rằng tôi vừa lấy bằng lái xe không bao lâu, lái xe rất ổn, ôi, dư đường cô trông giúp tôi một chút, có phải lái nhầm đường hay không? Trương Nhược Quân cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu ngưng tụ tinh thần chú ý tình hình giao thông. Đến dưới lầu ký túc xá trường học đổ xe xong, Trương Nhược Quân nhận được điện thoại, vẻ mặt có chút kinh hỉ. Chú Trương, ba cháu đã nói với chú rồi sao? Ngài hiện tại đang ở hoành điếm quay, võ thập lang, chờ ngài mấy ngày nữa về kinh thành nói chuyện vậy phiền toái ngài trương nhược quân cúp điện thoại hơi hưng phấn giơ tay ra hiệu thắng lợi với chu dư đường trương quốc lợi có hứng thú đầu tư ân ừ, bà ta nói trương thúc năm nay công ty mới mở muốn đầu tư tinh phẩm kịch bản làm mấy cái phim truyền hình hạng mục hắn giống như cảm thấy hứng thú dư đường ngươi kịch bản chuẩn bị xong chưa cùng diêu lão sư sửa đổi vài bản ta bên này khẳng định không thành vấn đề Chu Dư Đường nghe được võ thập lang liền đoán được là Trương Quốc Lợi, đại lão từng lập được nhị đẳng công. Đây chính là hàm lượng vàng của công tử kinh quyển. Rất nhiều người ở trong vòng luẩn quẩn tranh phá đầu, đều đoạt không được một cái cơ hội, nhưng là hắn một cú điện thoại, thông qua trương ba quan hệ liền có thể cùng trong vòng luẩn quẩn đỉnh cấp đại lão đối thoại. Người như vậy. Chu Dư Đường suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần chờ anh ấy trở về, chúng ta trực tiếp đến hoành điếm tìm anh ấy hả trương nhược quân ngẩn ngơ dường như không theo kịp suy nghĩ của chu dư đường chu dư đường giải thích tôi đặt vé máy bay trực tiếp đi tìm anh ấy tương đối có thành ý thuận tiện còn có thể ở đoàn làm phim học chút gì đó không phải cậu còn chưa đi hoành điếm sao cùng đi coi như là du lịch người ta nam nữ cùng đi hưởng tuần trăng mật hai người chúng ta nam đi du lịch tính là chuyện gì xảy ra Trương Nhược Quân lộ ra nụ cười kiểu cấp sĩ kỳ. Bớt nói nhảm đi, mau gọi điện thoại. Chu Dư Đường cũng lười nói nhảm với tên này, rõ ràng ở Kinh Thành lâu nhàm chán muốn đi ra ngoài chơi, trong miệng lại nói nghĩ một đằng nói một nẻo, điển hình miệng ngại thể chính trực. Được rồi, ta thật bội phục hành động của ngươi. Trương Nhược Quân đành phải gọi điện thoại cho Trương Quốc Lợi nói rõ tình huống. Hẹn xong thời gian, chuẩn bị đặt vé máy bay, vốn còn muốn gọi Chu Nghệ Long cùng đi, kết quả gần đây anh Long cùng học trưởng khoa đạo diễn hợp tác quay một bộ phim ngắn, cả ngày bận rộn chân không chạm đất, căn bản không có thời gian, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Wow, nơi này chính là hoành điếm A. Rốt cục cũng đến nơi, Trương Nhược Quân giống như cáp sĩ kỳ thoát cương, không hề thấy tàu xe mệt nhọc vất vả. Đối với căn cứ điện ảnh và truyền hình chiếm diện tích mấy vạn mẫu, số một trong nước này tràn ngập tò mò, thò đầu ngó xung quanh. Chu Dư Đường thì thập phần bình tĩnh lôi kéo Trương Nhược Quân bắt xe, hai người đi thẳng đến nơi quay phim của đoàn làm phim Võ Thập Lan. Sắp đến nơi thì gọi điện thoại trên xe, bên kia có trợ lý tới đón, vừa đi vừa tìm hiểu bộ phim Trương Quốc Lợi đang quay. Diễn viên chính của bộ phim này ngoài Trương Quốc Lợi, có giả bảo lượng, Trương Mông và các diễn viên nội địa khác, còn có nữ minh tinh nổi tiếng Hương Giang Dương Thiên Hoa, cùng với tiểu sinh nổi tiếng của Bảo Đảo Hoắc Kiện Hoa đội hình như vậy coi như là tương đối tốt, Trương Quốc Lợi trong phim sắm vai cha của nữ chính Vũ Thập Lan. Tới không khéo, vừa vặn đang quay cảnh Trương Quốc Lợi, Chu Dư Đường và Trương Nhược Quân không quấy rầy, đứng ở bên cạnh vây xem một hồi. Không thể không nói, diễn xuất của lão diễn viên thật sự cảnh đẹp ý vui, mắt mù có thể thấy được so với những diễn viên khác trong đoàn làm phim cao hơn một đoạn. Mãi đến trưa mới gặp được Trương Quốc Lợi. Trương Quốc Lợi cũng không kiêu ngạo, nhìn thấy trương nhược quân ha hả cười không ngừng ờ nhược quân cùng bạn học của cậu tới ngại quá để các cậu chờ lâu trương thúc thúc kỳ thật chúng ta cũng vừa tới không bao lâu trương nhược quân lôi kéo chu dư đường rất lễ phép chào hỏi đều lăn lộn trong giới kinh doanh quan hệ giữa trương quốc lợi và ba trương không tệ là bậc cha chú của ông tiểu tử này lớn lên rất có tinh thần trương quốc lợi nhìn chu dư đường vài lần tự tiếu phi tiếu nói là ngươi lôi kéo nhược quân tiểu tử này đến hoành điếm sao chủ yếu là muốn nói chuyện với trương tổng về kịch bản tôi rất tin tưởng kịch bản này chu dư đường cũng rất thẳng thắn gật đầu đáp trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập tinh thần phấn chấn kia tràn ngập tự tin làm cho trương quốc lợi hoảng hốt một trận mơ hồ nhìn thấy chính mình năm đó chật mình đầu tư tổ cục mình làm nhân vật chính ai còn chưa có thời niên thiếu khinh cuồng chứ tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất trương nhược quân cũng nói theo chú trương chủ yếu nghỉ lễ quốc khánh cháu và dư đường ở lại trường học cũng rất nhàm chán liền cùng nhau tới chơi đùa tiện đường nhìn chú trương quay phim học diễn xuất một chút xem có thể tích lũy một chút kinh nghiệm hay không diễn xuất của cậu quả thật phải rèn luyện thật tốt trương quốc lợi nhìn trương nhược quân một cái gật gật đầu cậu tới cũng vừa lúc đoàn làm phim đang thiếu diễn viên quần chúng Lát nữa cậu đi tìm người lĩnh trang phục diễn, đi theo cẩn thận học tập. Thanh âm Trương Nhược Quân so với mũi con còn nhẹ hơn. "Thúc, con có thể không diễn vai quần chúng không?" "Ngươi nói cái gì?" Trương Quốc Lợi trừng mắt, mày rậm nhíu chặt, khí thế áp bách mười phần. "Không có gì." Trương Nhược Quân miễn cưỡng cười vui. "Ta nói cảm ơn ngươi." Trương Quốc Lợi không để ý tới hắn, quay đầu ôn hòa nói với Chu Dư Đường dư đường kịch bản này của em anh đã xem qua một lần viết không tệ quay thành phim truyền hình hẳn là sẽ rất thú vị ban ngày anh còn có việc cụ thể buổi tối chúng ta lại nói chuyện vâng trương tổng chu dư đường gật gật đầu nghe giọng nói này trong lòng cảm thấy nắm chắc ít nhất bảy phần trương quốc lợi có ý định đầu tư là tốt rồi tìm thư uyển sợ chính là hắn không có hứng thú đừng gọi trương tổng ngươi là bằng hữu của nhược quân sau này gọi trương thúc Trương quốc lợi vỗ vỗ bả vai Chu Dư Đường, cười nhăn khóe mắt, có vẻ tương đối hòa khí. Đây là người bận rộn thật sự, mới nói không có hai câu, trợ lý lại tới, nói là bạn bên Hương Giang tới thăm ban. Đến thăm ban chính là đạo diễn Hương Giang Lý Quốc Lợi, từng làm đạo diễn tiên kiếm và thiên ngoại phi tiên, còn có một thân phận là tổng giám chế tác người đường. Vị này cũng là đại lão quan trọng, người đường Thái tổng hợp tác Hoàng Kim, vừa lúc đoàn làm phim của hắn cũng ở Hoành Điếm buổi chiều không có nhiệm vụ quay phim đã tới thăm ban. Hai quốc lợi, vừa vặn trùng tên, gặp mặt liền đem cánh tay ngôn hoang, dù sao bề ngoài thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Năm ấy 18, chu Dư Đường đứng như lâu la. Loại này đại lão cấp bậc nói chuyện phím, trước mắt chu Dư Đường nhất định là tham dự không vào, vậy thì chuyên tâm làm cơm. Cơm hộp buổi trưa của đoàn làm phim là thịt băm cá thêm trứng chiên cà chua, còn bỏ thêm đùi gà, bỏ qua mùi vị không nói, thật sự là rất có ý tứ. Dư đường, buổi chiều em nói thế nào? Trương Nhược Quân vừa gặm đùi gà vừa hỏi. Có muốn cùng tôi thể nghiệm một chút diễn viên quần chúng, thăng hoa một chút diễn xuất không? Anh muốn lôi kéo Chu Dư Đường cùng xuống nước, như vậy trong lòng có thể cân bằng một chút. Chu Dư Đường lại thỉnh thoảng liếc sang bên kia, chú Trương quay phim đi, cháu chuẩn bị buổi chiều tìm đạo diễn lý tâm sự. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Trương Quốc Lợi dường như cầm kịch bản của hắn cùng Lý Đạo Hàn Huyên. Ta thật sự bội phục ngươi. Lời này của Trương Nhược Quân là phát ra từ nội tâm. Trên người Chu Dư Đường có một loại tính chất đặc biệt. Hắn dường như rất khát vọng có thể nắm lấy mọi cơ hội. Loại cầu tiếng này làm cho Trương Nhược Quân cảm thấy mình giống như cá muối. Chương một. Người nhà đường đoàn làm phim, ta muốn gặp Thái Tổng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong lòng Trương Nhật Quân cũng có chút buồn bực. Vốn cùng Chu Dư Đường đi chơi, muốn cùng nhau hành động. Chu Dư Đường tâm sự với đạo diễn Lý, anh ở bên cạnh, cũng có thể có chút cảm giác tham dự, trách mình nhiều miệng, nói muốn tích lũy kinh nghiệm, kết quả thật bị Trương Quốc Lợi bắt đi làm tráng đinh. Diễn vai quần chúng, bị nhân vật chính một chiêu đánh chết, ngay cả trang phục diễn cũng lĩnh, một mùi mồ hôi thối. Cơm nước xong có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nhóm diễn viên cũng đều là người từng trải lúc không đến phiên mình liền tìm một chỗ thoải mái nằm bắt cá chờ tan tầm chu dư đường vốn muốn tự đề cử mình không ngờ vị lý đạo kia lại chủ động tới chào hỏi trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người có lẽ trương quốc lợi đã nói gì đó sau khi quen biết đơn giản một chút lý đạo rất trực tiếp nói rõ ý đồ của mình người đẹp câu chuyện này viết rất đặc sắc trương tổng rất coi trọng cô còn giới thiệu cô cho tôi tôi vừa nói chuyện với thái tổng người đường cô ấy cũng có hứng thú với dự án này buổi chiều cô ấy sẽ đến đoàn làm phim có thời gian qua chỗ tôi tâm sự không lý quốc lợi ở trong nước quay phim nhiều năm quốc ngữ nói rất khá hơn nửa mái tóc trắng nửa dài của ông ta là có hơi thở nghệ thuật gia trên người cung kính không bằng tuân mệnh tôi muốn gặp thái tổng chu dư đường trước khi đi cùng trương nhược quân chào hỏi một tiếng trương nhược quân mặc trang phục diễn rách nát Dương mắt nhìn Chu Dư Đường lên xe Lý Quốc Lợi, Hồng Nhi cũng bay đi theo. Nhìn cái gì vậy? Mau tới đây, tôi nói diễn cho cậu nghe. Trương Quốc Lợi ở bên kia hô. Chú Trương, diễn viên quần chúng còn muốn nói diễn à? Trương Nhược Quân giống như một củ cải trắng bị phơi nắng, ủ rũ cúi đầu. Diễn viên quần chúng cũng là diễn viên, tầm tính này của anh không đứng đắn, còn muốn ăn bát cơm này? Trương Quốc Lợi tức giận răng dậy cha ngươi cố ý để cho ta hảo hảo rèn luyện ngươi, liền ngươi cái này diễn xuất, còn làm mơ ước diễn nam nhị a. À? Chú Trương, cháu sai rồi. Bị mắng muốn đứng nghiêm, Trương Nhược Quân gãi gãi đầu, hấp tấp ngoan ngoãn lại đây nghe giảng, nhỏ giọng lầm bầm. Chu Dư Đường cậu ấy còn muốn diễn nam nhất. Người ta hình tượng gì, điều kiện gì, trong lòng mình không đến. Trương Quốc Lợi nhìn hắn một cái. Cậu phải có diện mạo năng lực như người ta, đứng ở đó, đó chính là năm chính. Trương Nhật Quân Chú Trương, chú đâm tâm hồn nhỏ bé của cháu như vậy thật sự tốt sao? Trương Quốc lợi thở dài, vỗ vỗ bả vai Trương Nhược Quân nói. Nhược Quân à, sau này phải làm tốt quan hệ với người bạn học này. Chu Dư Đường ở trên đường nói chuyện phím biết được, đoàn làm phim người đường bên kia xảy ra chút tình huống, toàn bộ đoàn làm phim tạm dừng quay phim. Công ty điện ảnh và truyền hình người đường. Tên đầy đủ là công ty chế tác điện ảnh và truyền hình người đường, chuyên làm phim truyền hình cổ trang tinh phẩm. Trước mắt là công ty chế tác dân doanh xếp hạng top 3 doanh thu trong nước. Đạo diễn Lý chủ yếu phụ trách quay phim, Thái Y Nùng nắm trong tay tất cả nghiệp vụ khác. Nói cách khác, Chu Dư Đường chỉ cần thuyết phục Thái Y Nùng, như vậy đầu tư sẽ không thành vấn đề. Đoàn làm phim người Hoa Lâm Y Thần có khuôn mặt búp bê thanh thuận đáng yêu lôi kéo một nữ sinh diện mạo tú lệ khí chất dịu dàng khác trong đoàn làm phim thì thầm. Ai, Thi Thi, người đi cùng Lý Đạo là ai vậy? Lớn lên thật đẹp trai, là người của công ty các anh sao? Không biết, hình như không phải người của công ty chúng tôi. Ánh mắt Lưu Thi Thi nhìn chầm chầm chu dư đường hơn 10 giây, vắt hết ốc cũng không thể nhớ ra đây là thần tiên đường nào. Chu dư đường tự hồ cũng cảm ứng được cái gì? Quay đầu lại. Kinh Hồng thoáng nhìn, liền nhìn thấy cô nương khí chất dịu dàng rất là nổi bật kia, khóe miệng Chu Dư Đường cong lên, cười rạng rỡ. Qua, wow, hình như anh ấy đang cười với tôi. Lâm Y Thần cũng vui tươi hớn hở khoát tay với Chu Dư Đường, hoặc bát sáng sủa lại tươi đẹp. Ai, Đào Tử, cậu biết không? Đây là ai vậy? Lưu Thi Thi thu hồi ánh mắt tò mò, thấp giọng hỏi trợ lý bên cạnh. Không biết, chưa thấy qua trợ lý tiểu đào cũng nhìn chu dư đường một cái có chút không dời mắt được choáng váng đẹp trai là thật đẹp trai so với nhất ca công ty còn đẹp trai hơn một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ cổ áo hai nút thắt buông ra tay áo sơ mi xắn một nửa lộ ra đường cong thon dài rắn chắc của cánh tay phía dưới là quần dinh màu xám đen chân đi một đôi giày vải bạc dáng người chu dư đường cao một mét tám hiển nhiên chỉ đứng đó chính là phong cảnh hấp dẫn tầm mắt của tất cả phụ nữ trong đoàn làm phim không chỉ các nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều đang nhìn hắn ngay cả đề tài lâm y thần cùng lưu thi thi nói chuyện phím cũng từ siêu nữ quán quân lặng lẽ chuyển đổi thành hắn như vậy đi tôi muốn mở một cuộc họp cô cứ đi dạo trong đoàn làm phim đi thái tổng sẽ đến ngay lý quốc lập nhận được điện thoại giống như gặp chút chuyện vẫy vẫy tay gọi trợ lý tới anh dẫn tiểu chu đi dạo một chút vâng đạo diễn lý. Trợ lý là một nữ sinh khuôn mặt tròn trịa rất vui vẻ, cười tươi với Chu Dư Đường. Anh đẹp trai, gọi tôi là tiểu vương đi. Đi, đi theo ta. Đi dạo một vòng, kỳ thật không có gì hay để đi dạo, mọi người đều bắt cá, ngược lại quen biết vài người. Thợ trang phục Trần Cố Phương, thợ trang điểm Tống Hiểu Đào, thợ ánh sáng Mao Kiến Tân. Chu Dư Đường cho tiểu vương mấy trăm đồng để cho nàng đi hỗ trợ mua chút đồ chính mình thì là đi bộ đến diễn viên nghỉ ngơi nơi này. Xin chào, tôi là Lâm Y Thần, anh đẹp trai, anh tìm người sao? Lâm Y Thần nhìn thấy đôi mắt to của Chu Dư Đường sáng lên. Thanh âm của em gái Đài Loan nghe liền nũng nịu, rất hoạt bát chủ động đi lên bắt tay. Xin chào, tôi tên là Chu Dư Đường, tới tìm Thái Tổng nói chút chuyện, không ảnh hưởng đến hai người chứ. Chu Dư Đường nhẹ nhàng nắm tay mỹ nữ mặt búp bê rồi buông ra, ánh mắt chuyển sang Lưu Thi Thi bên cạnh. Không có không có, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Lưu Thi Thi khoát tay áo, có chút trục trè cũng có chút thận trọng chào hỏi. Xin chào, tôi là Lưu Thi Thi. Lúc này Lưu Thi Thi mới xuất đạo không bao lâu, bộ dáng điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần năm tháng tỉnh hảo, chỉ là thoạt nhìn còn có vài phần ngây ngô. Thi Thi xin chào. Chu Dư Đường lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lúc này những diễn viên khác bên cạnh cũng tới đáp lời, chủ yếu tò mò lai lịch của Chu Dư Đường. Dù sao năm chính trong đoàn làm phim trước đó không lâu mới xảy ra chuyện, đạo diễn Lý lại mang theo đại soái so với Chu Dư Đường tới đây, không phải do người có tâm không nghĩ nhiều. Thật ra tôi là tác giả, cũng là biên kịch, hôm nay tới nói chuyện kịch bản với Thái Tổng. Tác giả Bút danh là gì? Tôi bái đọc tác phẩm. Chu Lan Kháo, Chu Lan ngươi là Chu Lan A. Quyển tuyết kia của ngươi ta xem qua, tìm thư quyển ôn hoa chiếc kiếm xuất giang hồ, ta xem đến phát khóc. Đó vẫn là đoạn cảm động khi lão hoàng chết, hoàng mã rượu kém sáu ngàn dặm, lấy tính mạng làm bái thiếp, cung nên thế tử nhập giang hồ, một đại lão gia ta cũng không nhìn được. Nhà cậu ở đâu? Cập nhật nhanh lên được không? Có thể ký tên cho tôi không? Lại còn gặp được vài người hâm mộ sách, chu dư đường cũng không ra vẻ, thân thiết thỏa mãn chữ ký còn có yêu cầu chụp ảnh chung từ khi vào nghề tới nay diễn viên đẹp trai đã gặp qua rất nhiều người nhưng tác giả biên kịch nhan sắc cao như vậy thật sự là lần đầu tiên gặp chu dư đường lưu thi thi nhớ kỹ cái tên này quần chúng vây xem vẫn rất có nhãn lực ký tên muốn chụp ảnh chung cũng giải tán không quấy rầy nhiều chu dư đường cùng lâm y thần lưu thi thi tán gẫu cá tính hắn sáng sủa như ánh mặt trời ăn nói hào phóng ổn trọng rất nhiều lại có chút hài hước khôi hài còn cùng lâm y thần lưu thi thi đều là bạn cùng lứa tuổi rất nhanh liền dung nhập vào mấy người ngồi cùng một chỗ trò chuyện sôi nổi các nàng hiện tại quay bộ xạ điêu này hồ qua diễn quách tỉnh lâm y thần diễn nữ chính hoàng dung lưu thi thi ở bên trong diễn nữ nhị mục niệm từ lại nói tiếp cũng tương đối xui xẻo bởi vì trước đó không lâu năm chính hồ qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dẫn đến toàn bộ kế hoạch quay phim của đoàn làm phim bị xáo trộn, cuối cùng rung chuyển dừng lại, cho nên đạo diễn Lý Quốc Lợi mới có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, liền đi thăm bạn bè. Anh đẹp trai, đồ ăn vặt tới rồi. Đang nói chuyện, tiểu vương mập mập ôm một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống tới, phân phát cho mọi người cùng nhân viên công tác bên cạnh. Wow! Có đồ ăn ngon. Lưu Thi Thi vốn còn có chút trục trè, nhìn thấy đồ ăn vặt, ánh mắt phút chốc sáng lên lặng lẽ nuốt nước miếng